Phương Thủy mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Vâng, thưa quý vị, trong chuyến thăm đến Kiev ngày hôm nay, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đưa ra cảnh báo rằng Ukraine cần khẩn cấp tăng cường phòng không trước các cuộc tấn công không ngừng của Nga. Chuyến đi không báo trước của bà diễn ra khi hơn 20 UAV của Nga tấn công vào Ukraine trong đêm qua ở vùng Kharkiv. Bà Baerbock cũng có kế hoạch đến thăm Kharkiv, nhưng sau đó đã phải hoãn lại vì lý do an ninh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng đã nhắc lại yêu cầu gửi thêm máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không để chống lại ưu thế trên không của Nga. Ông cho biết Ukraine cần 120-130 chiến đấu cơ F-16 hoặc các máy bay tiên tiến khác. Ngoài ra, ông cũng thúc giục đồng minh phương Tây đưa ra quyết định nhanh hơn về việc viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng thống Zelensky cho rằng chính sự do dự trong quyết định của phương Tây đã khiến các vũ khí cần thiết đến được Ukraine khi đã chậm thời cơ đến một năm. Chúng tôi rất biết ơn các đối tác vì họ đã giúp đỡ, nhưng việc này diễn ra quá chậm. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 20 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các đồng minh phương Tây đang mất quá nhiều thời gian để đưa ra các quyết định quan trọng về việc gửi hỗ trợ quân sự cho Kiev. Mọi quyết định đều mất nhiều thời gian, sau đó thì chúng ta cũng đạt được quyết định, nhưng có vẻ như đã chậm trễ cả một năm. Nhà lãnh đạo cũng cho biết ông đang thúc giục các đối tác phương Tây tham gia trực tiếp hơn nữa vào cuộc xung đột bằng cách giúp đánh chặn tên lửa Nga và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công Nga ở biên giới và sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể có một cuộc đối thoại thích hợp và chúng tôi có thể đạt được sự đồng thuận liên quan đến việc tên lửa tầm xa có thể tấn công vũ khí của người Nga nằm dọc biên giới Ukraine. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được quyết định này bởi vì điều tương tự cũng đã xảy ra với việc cung cấp cho chúng tôi xe tăng, xe bọc thép Patriot, đúng không? Mỹ đã phản đối lời kêu gọi về việc sử dụng tên lửa nước này để tấn công lãnh thổ Nga với lý do lo ngại nguy cơ leo thang. Ai cũng sợ leo thang, vì vậy người Ukraine đang chết, mọi người cũng đã quen với điều đó, đó không phải là leo thang. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra vào thời điểm nguy hiểm đối với lực lượng Ukraine. Nga với ưu thế về quân số và vũ khí gần đây đã vượt biên giới tiến vào vùng Kharkiv. Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang mất một số khu vực ở phía đông bắc, nhưng ông cho biết tình hình trên chiến trường đã được cải thiện. Hôm nay tình hình đã được kiểm soát, một tuần trước mọi chuyện còn khó khăn hơn. Mỹ đã thông qua dự luật cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine vào cuối tháng 4, nhưng dự luật này trước đó đã bị trì hoãn suốt nhiều tháng do sự phản đối của một số đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội. Ông Zelensky cho biết ông không thấy rủi ro lớn đối với viện trợ trong tương lai nếu ông Donald Trump đắc cử trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Dù vậy, vẫn còn đó những e ngại. Cả hai đảng đều ủng hộ gói viện trợ này. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không nói rằng mình thấy hiện có những rủi ro lớn. Tôi không nghĩ rằng đảng Cộng hòa phản đối việc hỗ trợ Ukraine, nhưng từ một số thông điệp mà chúng tôi có thể nghe được từ họ, dù thế nào đi nữa thì họ cũng đang gây ra những lo ngại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21 tháng 5 nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky phải kêu gọi phương Tây tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột là do tình hình cực kỳ bất lợi cho phía Ukraine ở tiền tuyến. Nhưng đồng thời, ông Peskov cho rằng Kiev cũng nhận ra cho dù cung cấp vũ khí ngày càng tăng cũng không thể thay đổi động lực trên chiến trường. Thưa quý vị, quân đội Nga hôm 20 tháng 5 cho biết họ đã nắm toàn quyền kiểm soát khu vực Bilohorivka ở vùng Luhansk của Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine nói rằng giao tranh vẫn đang diễn ra tại đây và lực lượng Ukraine còn đẩy lùi ba cuộc tấn công ở khu vực Siversk gần đó. Bên cạnh vùng Kharkiv, thì theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, Nga đang tập trung một cụm quân hạn chế theo hướng Sumy nằm ngay bên cạnh Kharkov. ISW đánh giá rằng dù chỉ là hoạt động hạn chế thì bằng cách này Nga cũng có thể kéo căng lực lượng Ukraine dọc theo mặt trận rộng lớn, đồng thời tạo ra mối đe dọa có thể xảy ra các cuộc đột kích ở vùng biên giới khác bên cạnh khu vực phía Kharkiv. ISW trong báo cáo cập nhật tình hình xung đột Ukraine cho biết quân đội Nga gần đây đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Vorchan, Chavosya, Vardaska và Donetsk, cũng như ở khu vực phía Tây, Zaporizhia và đồng bằng sông Dnepr.
Bên cạnh đó thì ISVK cho rằng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đang đẩy mạnh hoạt động thông tin của Nga nhằm trực tiếp làm suy yếu tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cụ thể ra sao, mời quý vị theo dõi video sau đây. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một mục tiêu quân sự hợp pháp vì ông là lãnh đạo của một chế độ chính trị thù địch. Trả lời TASS hôm 20 tháng 5, cựu Tổng thống Nga Medvedev nói Tổng thống Zelensky là người nên bị bắt giữ và đưa ra xét xử trước công lý hoặc bị xử lý như một kẻ khủng bố vì các tội ác chống lại người Nga và người Ukraine. Ông Zelensky bị liệt vào danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga hồi đầu tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào được công bố cho thấy có các thủ tục tố tụng chống lại ông. Ông Medvedev cho biết đối với Nga, việc ông Zelensky có là Tổng thống hợp pháp của Ukraine không còn quan trọng. Quyền lực theo hiến pháp của Tổng thống Ukraine hết hiệu lực vào ngày 20 tháng 5. Theo luật, nước này phải tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2023, ông Zelensky tuyên bố sẽ không tổ chức bầu cử Tổng thống hay Quốc hội cho đến khi thiết quân luật hết hiệu lực. Ukraine đã ban bố lệnh thiết quân luật từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm 2022 và nhiều lần gia hạn, lần mới nhất là vào đầu tháng 5 năm 2024. Theo ông Medvedev, ông Zelensky trên thực tế đã chiếm đoạt quyền lực dựa trên một tuyên bố không rõ ràng của Quốc hội Ukraine về việc bãi bỏ bầu cử tổng thống trong thời chiến. Báo Ukrainskaya Pravda hồi tháng 3 dẫn lời nhiều nghị sĩ quốc hội cho rằng ông Zelensky đã gần như tước bỏ quyền lực của cơ quan lập pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tính chính danh của ông Zelensky là điều thuộc quyền quyết định của hệ thống chính trị và pháp lý Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc này có liên quan đến Nga, bởi nếu phải ký kết văn kiện nào đó, chắc chắn Moscow cần ký với người có thẩm quyền chính thức. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gần đây tuyên bố rằng sắp đến lúc mà nhiều người, trong đó có những người ở tại Ukraine, sẽ đặt nghi vấn về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky. Ông cũng cho biết chiến dịch đặc biệt của Nga vẫn tiếp tục, dù nhiệm kỳ của ông Zelensky có kết thúc hay không. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm tham chiến, Nga đang dần dần tiến vào miền đông Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine và sự chậm trễ nhiều tháng trong việc cung cấp vũ khí từ phương Tây. Điều đó đã đặt ra câu hỏi về việc Mỹ và các đồng minh có thể làm gì hơn nữa, ngoài việc chi hàng tỷ đô la Mỹ mua vũ khí và cung cấp thông tin tình báo, cũng như huấn luyện cho các lực lượng quân sự Ukraine bên ngoài nước này. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas mới đây xác nhận một số quân nhân từ các nước NATO đang huấn luyện binh sĩ Ukraine tại nước này, nhưng Mỹ cho biết chưa có kế hoạch đưa các chuyên gia huấn luyện quay trở lại Kiev. Tờ Financial Times dẫn lời Thủ tướng Estonia Kaja Kallas hôm 20 tháng 5 cho biết quân nhân từ một số quốc gia thành viên NATO đang huấn luyện binh sĩ Ukraine tại nước này. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh điều này sẽ không dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga vì các quân nhân NATO đang tự chịu rủi ro khi làm việc ở Ukraine. Bà Kallas là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và chỉ trích các chính trị gia phương Tây do dự trong việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Bà cho rằng việc triển khai các chuyên gia huấn luyện NATO đến Ukraine sẽ không dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, vì trên thực tế, những quân nhân này không nằm trong điều khoản bảo vệ lẫn nhau theo điều 5 của Liên minh quân sự này. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, bà giải thích, "Tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu có ai đó bị thương ở Ukraine thì những nơi đã cử người sẽ nói phải áp dụng điều 5, hãy ném bom nước Nga. Chuyện đó không phải vậy, không tự động áp dụng được." Bà nói thêm rằng, nếu cử người của mình đến giúp đỡ người Ukraine, bạn biết đất nước đang có chiến tranh và bạn sẽ đi đến vùng nguy hiểm, vì vậy bạn phải chấp nhận rủi ro. NATO đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện cho binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên, bao gồm Anh, Đức và Ba Lan. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc huấn luyện ngay trên đất Ukraine sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn về yếu tố hậu cần. Các quan chức phương Tây trước đó thừa nhận sự hiện diện của một số quân nhân ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022, nhưng không công khai xác nhận rằng họ đang huấn luyện lực lượng Kiev. Bà Kallas cũng đứng về phía Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cho rằng không thể loại trừ việc triển khai chính thức quân đội NATO tới Ukraine để ngăn cản chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột. Ông tuyên bố rằng chính sách này khiến Moscow phải không ngừng phán đoán về ý định của khối. Sau phát biểu của Thủ tướng Estonia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận rằng bà Kallas nên thông báo cho công chúng về những tổn thất trong sứ mệnh huấn luyện như vậy. Tướng Charles Q. Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 20 tháng 5 cho biết hiện Mỹ không có kế hoạch đưa các chuyên gia huấn luyện vào Ukraine.
Tướng Brown nói, một khi xung đột này kết thúc và chúng tôi ở một vị thế tốt hơn, tôi cho rằng chúng tôi sẽ có thể đưa các huấn luyện viên trở lại. Mỹ có khoảng 150 huấn luyện viên quân sự ở Ukraine cho đến khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kiev vừa ban bố một luật mới nhằm huy động thêm hàng trăm ngàn binh sĩ bằng cách trấn áp mạnh hành vi trốn quân dịch, cho phép mộ binh từ các nhà tù và mở rộng điều kiện để huy động những người trước đây được cho là không hoàn toàn đủ sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chuyển sang thông tin liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel. Israel cho biết đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong một cuộc tấn công gần Tyre ở Liban. Trong một tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, nước này tuyên bố ông Qasem Salawi, người mà họ mô tả là chỉ huy đơn vị rocket và tên lửa ở khu vực ven biển của Hezbollah, là mục tiêu của một cuộc không kích của Israel. IDF cho biết nước này chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel. Chưa thể xác thực thông tin do Israel đưa ra. Thưa quý vị, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế mới đây đã đưa ra yêu cầu bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel và Hamas. Cụ thể ra sao, Phương Thúy mời quý vị cùng theo dõi. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC Karim Khan hôm 20 tháng 5 cho biết, ông đã yêu cầu lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và ba lãnh đạo Hamas vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Trong một tuyên bố, ông Khan cho biết ông có cơ sở hợp lý để tin rằng tất cả các lãnh đạo trên đều chịu trách nhiệm hình sự về cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Đối với Hamas, lệnh bắt giữ bao gồm thủ lĩnh Yahya Sinwar, tư lệnh cánh quân sự Muhammad al-Masri và người đứng đầu bộ chính trị Ismail Haniyeh. Those who do not comply with the law. Những người không tuân thủ luật pháp sau này không nên khiếu nại khi văn phòng của tôi hành động dựa trên bằng chứng chắc chắn. Ngày đó đã đến, hôm nay chúng tôi nhấn mạnh một cách rõ ràng nhất có thể rằng luật pháp quốc tế và luật xung đột vũ trang áp dụng cho tất cả mọi người. Không một người lính nào, không một chỉ huy nào, không một nhà lãnh đạo dân sự nào, không ai có thể hành động mà không bị trừng phạt. Bộ trưởng nội các chiến tranh Israel Benny Gantz nói việc chấp nhận quyết định của các công tố viên ICC sẽ gây tổn hại đến khả năng của bất kỳ quốc gia nào trong việc bảo vệ công dân của mình và sẽ cấu thành một tội ác cỡ tầm lịch sử. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lãnh đạo cuộc tấn công của Israel chống lại Hamas ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 sau khi phiến quân Hamas tấn công Israel. Theo thống kê của Israel, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin trong vụ tấn công. Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ đó, ít nhất 35.000 người Palestine đã thiệt mạng. Các cơ quan viện trợ đã cảnh báo về tình trạng thiếu đói lan rộng, nguy cơ xảy ra nạn đói và tình trạng thiếu nhiên liệu, vật tư y tế nghiêm trọng. Các nhà lãnh đạo Israel và Palestine đều đã từng bác bỏ cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Ông Khan cho biết bằng chứng do văn phòng của ông thu thập cho thấy Israel đã tước đoạt một cách có hệ thống những thứ không thể thiếu cho sự sống còn của con người, bao gồm hạn chế thực phẩm, nước uống, thuốc men và năng lượng. Ông nói ông Netanyahu và ông Gallant phải chịu trách nhiệm về việc Israel cố tình gây ra đau khổ và chết chóc. Các nhà lãnh đạo Hamas phải đối mặt với cáo buộc phải chịu trách nhiệm về các tội ác do nhóm vũ trang này gây ra, bao gồm giết người, bắt giữ con tin, tra tấn, cưỡng hiếp và các hành vi bạo lực tình dục khác. Hiện tại, hội đồng thẩm phán trước khi xét xử sẽ quyết định xem bằng chứng từ văn phòng công tố ICC có đủ cơ sở để ban hành lệnh bắt giữ hay không. 124 quốc gia thành viên của ICC có nghĩa vụ bắt giữ ngay người bị truy nã nếu họ ở trên lãnh thổ của quốc gia thành viên. Tuy nhiên, tòa án không có cách nào để thực thi lệnh bắt giữ. Cuộc điều tra của ICC về cuộc chiến ở Gaza đã bị Mỹ và Israel phản đối và cả hai đều không phải là thành viên của ICC. Cần lưu ý, đây mới chỉ là đề nghị bắt giữ, chứ Tòa án Hình sự Quốc tế chưa ban bố lệnh bắt giữ. Và sau quyết định trên của công tố viên ICC Karim Khan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel một lần nữa đưa ra lời chỉ trích, cho rằng động thái này là một nỗ lực nhằm phủ nhận quyền của nhà nước Israel trong việc tự vệ. Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã phản ứng trước thông báo trên của ICC. Pháp cho biết họ ủng hộ sự độc lập của ICC sau yêu cầu bắt giữ các nhà lãnh đạo trên. Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao Pháp cũng lên án các vụ thảm sát Do Thái do Hamas gây ra trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, kèm theo các hành vi tra tấn và bạo lực tình dục. Họ cũng cho biết đã cảnh báo Israel về việc phải tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là về con số thương vong quá lớn ở dải Gaza và tình trạng khó tiếp cận nhân đạo.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ luôn ủng hộ ICC và nhấn mạnh rằng các lãnh đạo Hamas phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, Đức không đề cập đến chiến dịch trả đũa của Israel sau đó ở dải Gaza. Văn phòng đối ngoại Đức viết, chính phủ Israel có quyền và nghĩa vụ bảo vệ và bảo vệ người dân của mình trước điều này. Thông cáo của Đức không đề cập tên của bất kỳ lãnh đạo nào trong tuyên bố của ICC. Còn Tổng thống Mỹ Joe Biden, một đồng minh thân cận của Israel, đã lên tiếng bảo vệ nước này sau động thái trên của ICC. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden lớn tiếng bảo vệ Israel sau khi công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đề nghị phát lệnh bắt giữ Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel cùng ba lãnh đạo Hamas vì các cáo buộc về tội ác chiến tranh. Để tôi nói rõ điều này, chúng tôi bác bỏ đề nghị phát lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel từ ICC. Cho dù các lệnh bắt giữ có hàm ý gì đi nữa, thì không thể nào có sự tương đương giữa Israel và Hamas. Rõ ràng là những gì Israel muốn làm chỉ là bảo vệ người dân. Tôi khẳng định rõ ràng như thế. Trái với các cáo buộc chống Israel của Tòa án Công lý Quốc tế, những gì đang xảy ra không phải diệt chủng. Sau hơn 7 tháng xung đột ở dải Gaza, công tố viên ICC Karim Khan tuyên bố ông có cơ sở hợp lý để tin rằng 5 người này phải chịu trách nhiệm hình sự vì cáo buộc gây tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Công tố viên Khan nói các bằng chứng mà văn phòng ông đã thu thập cho thấy Israel đã ngăn cản có hệ thống sự tiếp cận của dân thường với những thứ không thể thiếu để sống còn như thực phẩm, nước uống, dược phẩm và năng lượng. Ngày 20 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi các cáo buộc này là vô lý và bóp méo sự thật. Các lãnh đạo Hamas bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho các tội ác do nhóm phiến quân gây ra, trong đó gồm tàn sát, giết người, bắt giữ con tin, tra tấn, cưỡng hiếp và các hành vi bạo lực tình dục khác. Nhiều người dân Gaza cũng giận dữ sau tin tức về lệnh bắt giữ. Chúng tôi phản đối quyết định này vì họ đánh đồng nạn nhân và hung thủ. Chúng tôi có quyền tại quê hương của mình làm thế nào mà những người kháng chiến và kêu gọi giải phóng quê hương lại trở thành tội phạm, còn tội phạm thì thành người bảo vệ. ICC là tòa án thường trực về tội ác chiến tranh quốc tế đầu tiên của thế giới. Tòa án này chỉ can thiệp khi một quốc gia không sẵn sàng hoặc không thể tự mình làm điều đó. Israel cho biết các cáo buộc tội ác chiến tranh tại Gaza đang được điều tra trong nước. Israel và đồng minh chủ chốt là Mỹ không phải là thành viên của ICC. Nga và Trung Quốc cũng không phải thành viên ICC. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 21 tháng 5 của báo Thanh Niên. Phương Thúy chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột trên thế giới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, mến chào và tạm biệt.